Tại sao cả nước cấm bàn tính tính nhẩm? Bàn tính tính nhẩm là gì? Bàn tính nhẩm là một phương pháp tính toán nhanh. Một đứa trẻ có thể làm bàn tính và tính nhẩm là tốt. Sau khi nghe hướng dẫn nhân hai số lớn, cho biết kết quả của hoạt động trong vài giây, rất nhanh. Nguyên lý của phương pháp tính toán này, hãy để con bạn học bàn tính trước, sau đó bỏ tay ra khỏi bàn tính. Hãy tưởng tượng một chiếc bàn tính trong đầu bạn để thực hiện các phép tính. Tại sao cả nước cấm bàn tính tính nhẩm? Trên thực tế, nước này không cấm bàn tính và tính nhẩm. Thay vào đó, cấm sử dụng bàn tính tính nhẩm ở trường tiểu học và các khóa học bắt buộc ở mẫu giáo. Sở dĩ như vậy là do phương pháp tính nhẩm bằng bàn tính khác với cách tính toán của học sinh tiểu học bình thường. Bàn tính tính nhẩm là để tính vị trí cao đầu tiên, sau đó xem xét vị trí thấp. Cách tính thông thường là tính vị trí thấp trước rồi đến vị trí cao. Đây là hai lối suy nghĩ trái ngược nhau. Ngoài ra, phép tính thông thường, điều gì kiểm tra khả năng suy nghĩ trừu tượng của mọi người. Bàn tính tính nhẩm làm cho tư duy trừu tượng này trở nên cụ thể. Suy nghĩ cụ thể, giai đoạn tiểu học là giai đoạn quan trọng trong việc rèn luyện tư duy trừu tượng. Nếu sử dụng bàn tính tính nhẩm thay vì tính nhẩm thông thường, sẽ dẫn đến khả năng tư duy trừu tượng của trẻ không được rèn luyện, từ đó ảnh hưởng đến việc học các kiến thức liên quan sau này. Đồng thời, học tính nhẩm bằng bàn tính rất tốn thời gian và nhàm chán. Học tính nhẩm